A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ơi, con hái lá lốt rồi đó, để sẵn mẹ con có nhà nè, có thời gian thì tranh thủ qua lấy nha. A Di Đà Phật. Cái nào mà có nhiều chúng sanh ở dưới cái mặt lá quá đó, giống như là những cái lá trắng trắng như vậy á, thì bỏ dưới đất cho quý vị đã sống nha. A Di Đà Phật. Nè, này chúng sanh nhiều lắm nè. Rồi, con cảm ơn rất nhiều. Rồi quý vị rồi về nấu cho như nước nước ăn nóng về mới hộp đi, rồi cháy cho cha mẹ đi, xin chúc phúc mọi người.